mày đã quay trở lại với kênh YouTube Ba Xà. Và biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mình đi chụp hình cưới. Yes, mình đã chuẩn bị đám cưới rồi đó các bạn. Mà trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên ấn subscribe kênh YouTube của mình nha. Ngay ở dưới chút thôi. Thật ra thì hôm nay mình chưa có đi chụp, cái ngày chụp là ngày mai. Nhưng mà mình có xin nghỉ trước một hôm để kiểu chuẩn bị tinh thần và mua một số đồ cho cái buổi chụp á. Sáng hôm nay thì mình vừa mới đi làm nail về và có gắn móng gel á, kiểu như gắn đầu móng thôi nên là nó nhẹ hơn cái khi là bạn đắp full. Và có gắn một cái hạt, lần đầu tiên mình gắn hạt luôn á. Trước giờ mình chỉ có kiểu vẽ thôi chứ chưa bao giờ gắn mấy cái trang như thế này. Nó rất là nặng và kỳ luôn, kiểu như cũng 2 năm rồi á mình không có đi sơ móng tay luôn á, thành ra là cái cảm giác nó hơi kỳ kỳ. Sáng giờ mình cứ kiểu khó chịu á, nhưng mà mình nghĩ chắc cỡ một hai hôm thì sẽ quen. Ngoài ra thì mình cũng mới đi nhuộm lại tóc, do là tóc cũ mình nó đã ra chân đen tới đây luôn rồi. Và các bạn chụp hình cũng có tư vấn là mình nên nhuộm cái màu nó tối một chút, thành ra là mình mới nhuộm cái màu nâu, nó hơi trầm trầm, nó cũng tối hơn cái màu cũ mình hai ba tông gì đó. Các bạn thấy thế nào? Tóc mình thì giờ cũng kiểu lẫn lẫn thôi, không tới nổi quá dài, nên là hy vọng ngày mai có thể làm được nhiều cái kiểu tóc nó xinh xinh. Lát nữa thì mình sẽ đi spa để thư giãn lại một chút và tút tát lại da mặt, do là mấy nay cũng lười, không có skin care, da mình nó bị nám nè, rồi tẩy tế bào chết này nọ. Sau đó thì mình sẽ phải đi Uniqlo để mua một số cái giống như là áo lót màu trắng hoặc là cái quần ôm hả, quần nịt trắng để mặc rồi dưới áo cưới, cũng nhiều bước á. Ngoài ra thì phải có mua thêm lens nè, cho nên mình bị cận và cũng 2 năm rồi không có đi du lịch đó, nên mình không có mua lens làm gì thì bây giờ phải mua. Và ngoài ra thì sẽ phải đi xem một đôi giày cưới. Lúc trước thì mình có đặt một cái đôi giày nhưng mà nó ở bên Mỹ và có vẻ như là nó ship về không kịp rồi, tại vì tới bây giờ nó vẫn chưa có Việt Nam. Mình không biết nó đang ở đâu luôn. Siêu nhỏ, siêu buồn, nên là bây giờ phải mua đại một đôi nào đó cứu cánh. Ngày mai thì mình sẽ đi chụp vòng vòng ở Sài Gòn, nên là chắc là phải chuẩn bị giày rồi. Ngoài ra có một cái concept chụp đồ, mặc đồ thường á, nên là tối nay phải ngồi sẵn đồ nè. Mình nghĩ là mình sẽ phải mang theo một cái vali nhỏ nhỏ để kéo theo. Tomorrow. Hello, hôm nay là ngày chụp hình. Nhìn hơi bần tại vì mình chưa có trang điểm, chưa có gì hết. Và lâu rồi mình mới đeo lên lại luôn. Hôm nay mua cái len màu nó hơi sáng, kiểu như là nâu nhưng mà cái vòng ngoài là màu xanh á, kiểu như lên hình thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng nó sáng mắt hơn. Giờ nhìn hơi ghê ha. Chết rồi. Thì bây giờ là 8 giờ rưỡi, mình sẽ chạy qua bên chỗ studio để make up và làm tóc. Sau đó thì sẽ cùng họ đi chụp hình. Địa điểm hôm nay thì sẽ bao gồm là bảo tàng nè, rồi có bưu điện thành phố, có bến tàu, và sẽ có một cái concept chụp ban đêm là mình sẽ chụp một cái bến tàu thủy ở quận 2 gần sông Sài Gòn, khoảng cỡ 3-4 địa điểm vậy thôi. Hy vọng sẽ nhanh. Và sẽ có một địa điểm ngoài trời mình sẽ gọi người nhà dẫn mắt ra chụp chung. Hôm qua mình có đi kiếm mua nơ cho em nhưng mà kiếm ngoạn ra, thành ra là mắt hôm nay sẽ không được xinh đẹp rồi. Mắt hôm nay sẽ không được xinh đẹp rồi. Mắt phê lắm, mắt phê lắm, mắt phê nè. Phê mắt. Mắt phê. Đem theo một vali đồ để chụp hình. Cái này là giày hay là đồ tự do, một số cái cà vạt, đồ lĩnh kỉnh này nọ. Giống như là ekip chụp hình vậy. Lát nữa mắt sẽ tới sao? Mắt ơi! Thế nên mắt sẽ được chụp hình sao nha. Lên đưa. Few moments later.
One eternity later. Wow. Yeah. Come on. NANI?! Từ từ thôi. Ok đi nào. Thẳng chân. Đúng rồi, cứ đi đi. Tê lên. Tê nhá. Đi lên chuẩn bị. 1, 2, 3, tô. Rồi, ok. Đếm đi. 1, 2, 3. Cứ nhìn theo. Cười tươi. Nhìn nhau. Hôn nào.